Chào các em, đây là cái video cô làm để hướng dẫn cho các em cái cách viết bài toán là đếm số các ước của n. Ví dụ như với n bằng 6 thì em sẽ đếm cho cô được là 4 ước. Hiện ra là 6 sẽ có 4 ước, đó là 1, 2, 3 và 6. Như vậy bây giờ mình muốn biết được các ước ấy, thì cách làm gọi là làm một cách làm gọi là gì nhỉ, sơ sơ gọi là đơn giản nhất, sơ sơ cấp nhất, đó là mình cho một cái biến chạy chạy từ 1 đến n, sau đó mình đi kiểm tra lần lượt xem n có chia hết cho những cái biến chạy từ 1 đến n không, và nếu nó chia hết thì mình sẽ tăng biến đếm thêm một đơn vị, thêm một một cái ước vào. Như vậy thì bây giờ ta sẽ giải quyết cái bài này. Theo cái cách thứ nhất. Ta làm theo cái cách thứ nhất nhé. Rồi. Vậy bây giờ đầu tiên là ta sẽ nhập n vào. Ta sẽ nhập n vào. Sau khi nhập n rồi á thì mình sẽ có cái biến đếm. Biến ban đầu được gọi là biến đếm. Và gán cho nó giá trị ban đầu là 0. Sau đó mình cho một cái vòng lặp. Một cái biến y chạy từ một đến n, muốn xét đến n thì chỗ này em phải viết là n cộng 1. Đó. Thì nếu n mà chia hết cho y, tức là chia phần trăm cho y mà bằng 0 thì mình sẽ đếm cộng cộng, tức là tăng lên 1 ấy. Đếm cộng 1. Rồi. Sau khi xong rồi mình chỉ cần print ra. N có N có là đếm ước. Đây gọi là cái cách không còn cách nào mà có thể là đơn giản hơn cái cách này nữa. Thế là mình dùng cách thứ nhất. Rồi, bây giờ ta sẽ chạy. Ghi lại bài với cái tên là đếm ước. Chấm CPP. Rồi. Đó, bây giờ ta sẽ chạy. Nhập luôn chương trình. Nhập n là bằng ví dụ như 6, nó sẽ đếm ra được là 6 có 4 ước. Đó. Thế. Chỗ này các em có thể chỉnh nó lại thành nhập n bằng. Đó, nó sẽ có 4 ước. Như thế, bây giờ mình thử chạy cái n nó to một chút. 2 3 4. Đó, nó sẽ có 25 ước. Kiểu như vậy. À, bây giờ ta sẽ dùng theo cách thứ hai. Bây giờ ta lại thấy là bản thân n nó luôn có ước là gì nhỉ? Bản thân n nó luôn có cái ước là nó luôn có ước. Đây, ta dùng cái cách thứ hai. Bản thân n nó luôn có cái ước là n rồi. Thì mình không cần xét đến trên một nửa của nó nữa mà mình chỉ cho biến y chạy từ đâu? Chạy từ hai đến phần nguyên căn bậc 2 của n. Không,
y chạy từ một đi, vì lỡ may nó có trường hợp là có y chạy từ một. Đến phần nguyên căn bậc 2 của n, tức là n phần nguyên căn bậc 2. À, tức là đến một nửa của nó. Đến một nửa của nó thôi. Và trong phạm vi này nếu mà nó chia hết thì mình cũng tăng biên đếm lên. Và sau đó mình cộng thêm cái số n nữa. Đó. Như vậy là mình sẽ dùng theo cách thứ hai. Bây giờ mình sẽ code theo cách thứ hai. Như vậy đây là cách theo code theo cách thứ nhất này các em nhé. Vậy bây giờ theo cách thứ hai là mình sẽ cho nó chạy từ 1 cho đến phần nguyên căn bậc 2, à, đến một nửa của nó. Đó. Sau đó ta có sẽ đếm cộng với một ước, bởi vì là mình sẽ cộng thêm cái n nữa, cộng thêm với cái n nữa. Nhưng mà ở chỗ này xảy ra là nếu như nó là một, nếu nó là số 1 thì nó chỉ có một ước thôi. Như vậy chỗ này ta sẽ có cái if nếu n mà bằng gì, nếu n thì bằng và bằng một đấy nhá. Ví dụ như mình không chạy cái trường hợp nếu này mà mình để là mình nhập, ví dụ như nhập n bằng một xem nó có bị lỗi không nhá. Nhập n bằng một, à nó ra có một ước là đúng rồi. Nó ra một ước là đúng rồi. Như vậy là vậy thì mình không cần phải nếu gì nữa cả. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ chạy thử xem cùng với n bằng 6 xem nó ra đúng 4 ước không. Nó cũng ra đúng 4 ước. Đó. Mình thử nhập xem với n bằng 1000 giống lúc nãy. 16 ước. 10.000 xem nó có ra 25 ước không. Không có một ước nào. Có 25 ước. Rồi, ok. Như vậy đây là cách thứ hai các em này. Giờ như thế này nó đã nhanh, lại thêm một cách thứ ba nữa, tức là mình sẽ rút gọn lại cái thuật toán một chút xíu nữa xem thế nào. Đó là các em sẽ xét theo cách thứ ba. Lúc này mình chỉ cho một cái biến y chạy từ đâu? Một đến phần nguyên căn bậc 2 của n thôi. Tức là em chỉ lấy theo cái phần nguyên n mũ gì? Mũ 1 phần 2. Chỉ lấy phần nguyên thôi. Cái phần nguyên căn bậc 2 của n. Sau đó em sẽ xét rằng, em sẽ thấy rằng nếu n mà chia hết cho y, nếu y là ước của gì? Của n thì n trừ y cũng là ước của n. Đó. Như vậy theo cái cách này thì mình làm sẽ nhanh hơn, sẽ nhanh hơn nữa. Vậy thì mình sẽ giải quyết theo cái cách thứ ba này. Đây game này. Các em sẽ nhập n, sau đó là import một cái hàm mát ra, rồi sau đó các em sẽ tính a là bằng phần nguyên căn bậc 2 của n. Em cho một cái biến y chạy từ 1 cho đến phần nguyên căn bậc 2 của n. Nếu như n mà chia hết cho y thì em sẽ làm những công việc sau. Đếm tăng lên 1. Sau đó em sẽ tìm biến ri là sẽ bằng giảm bớt cái thằng n này.
ri sẽ bằng n chia cho y. Nếu như y với ri mà khác nhau thì biến đếm tăng lên một, vì bản chất là nếu y là ví dụ một là biến thì n cũng là biến, là ước của nó. Nếu hai, ví dụ như số số 8 nhé, thì có ước là 1 thì sẽ có ước là 8. N chia y mà. Có ước là 2 thì sẽ có ước là 4. Đó, kiểu như vậy. Nhưng mà ví dụ như trong trường hợp là 2, 16 chẳng hạn nhé. Có ước là 1 thì sẽ có ước là 16, có ước là 2 sẽ có ước là 8 và có ước là 4 thì bản chất là sẽ có một con 2 căn 4 liền. Y và ri nó đều là sẽ 2 căn 4, vì có con 4 là y là 4 thì ri cũng sẽ bằng là lấy 16 chia phần nguyên cho 4 thì nó sẽ là 4. Nhưng mà trường hợp này là y bằng ri cho nên biến đếm nó không tăng lên 1. Đó là trường hợp những cái số chính phương. Ví dụ như ta bây giờ ta chạy nhé, ví dụ như ta chạy là ta nhập n là bằng 16 thì nó sẽ đếm ra 5 ước, 5 ước được em. Đó, như vậy cái trường hợp này là cái cách thông minh nhất trong ba cái cách mà mình làm về tìm ước của nó. Như vậy bây giờ ta sẽ tổng kết lại cái cách đếm số ước của nó này. Ta sẽ có cái đếm các ước của nó thì có cách thứ nhất các em đã làm rồi. Cách thứ nhất. Đây, cách 1 đây. Cách 1. Em sẽ thấy là em cho chạy từ 1 đến n rồi em chia cho nó nào là đếm. Cách này là cách gọi là sơ cấp nhất. Vừa khi mà muốn nói đến tìm các ước thì bất kỳ ai cũng sẽ làm được. Bởi vì cách này là cách mà mình sẽ đi thử hết các số lần lượt từ 1 đến n trong phạm vi đó. Nó có chia hết cho số nào hay không? Nếu nó chia hết thì nó là ước. Cách thứ hai, các em lại thông minh hơn một chút, bởi vì bản chất ấy, những cái số mà lớn hơn một nửa của nó và cho đến đến dưới cái số n ấy, thì trong phạm vi đó nó không chia hết. Đến cái số n trừ 1 nó không chia hết cho số nào cả, vì thế mình không xét mà mình chỉ xét từ 1 đến một nửa của nó thôi. Và sau đó thì mình sẽ cộng cái biến n đấy vào làm một biến, cho nên khi đó thì mình chỉ xét đến một nửa của nó. Vì thế mình tìm được đếm ước rồi và còn cái biến n nữa, còn một cái ước là chính bản thân nó nữa thì khi đó mình cộng sau. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ hai. Vậy còn cách thứ ba chính là cái cách mà thông minh nhất đây. Cách này thì các em chỉ cần là cho y nó chạy từ 1 cho đến phần nguyên căn bậc 2 của nó thôi, nó sẽ giảm rất là nhiều các em. Ví dụ các em chạy những cái số đến hàng tỷ á, thì các em sẽ thấy cái tác dụng của cái lệnh này. Khi nó chạy đến đây á rồi á thì em sẽ biết rằng là với cái cách này thì cứ có biến là có một ước là y thì sẽ có một ước là n trên y, với điều kiện là n trên y phải khác y. Trường hợp mà n trên y mà bằng y thì mình không được đếm thêm, ví dụ như thế là biến ước 4 của 16 kiểu như vậy, hoặc là 5 của 25 hoặc là 3 của 9 đó. Thì đây chính là cái code của nó. Như vậy là với cái hướng dẫn vừa rồi á thì cô hy vọng rằng với cái bài liên quan đến tìm ước các em đã làm được và mở rộng cách tư duy nó lên, thì các em sẽ làm đến là sang cái bài là đếm tổng các ước của n. Vậy thì video sau cô sẽ làm hướng dẫn cho các em cái cách tìm tổng các ước của n. Thế nhá.